Hello, xin chào các bạn, mình là Châu đây. Thông thường thì file PDF được rất là nhiều người tin dùng do nó gọn nhẹ này, dễ dàng lưu trữ và dễ dàng chia sẻ trên nhiều nền tảng khác nhau. Tuy nhiên, nó có một sự bất tiện đó là khi mà chúng ta cần chỉnh sửa nội dung bên trong file này thì chúng ta rất là khó, thậm chí là không thể chỉnh sửa được. Vì thế, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 5 công cụ tốt nhất hiện nay để chúng ta chuyển đổi từ file PDF sang file Word để chúng ta có thể là chỉnh sửa một cách rất là dễ dàng. 5 công cụ này hoàn toàn online mà chúng ta không cần phải sử dụng một phần mềm nào cả. Và công cụ số 5 hứa hẹn sẽ là một công cụ xịn sò nhất cho các bạn. Hãy đón xem đến hết video này để chúng ta cùng tham khảo cách thực hiện nhé. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu. Và công cụ đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là Convert PDF to Word. Convert PDF to Word là một công cụ giúp thực hiện chuyển đổi PDF sang các định dạng file khác khá là nhanh và không bị lỗi phông. Và một nhược điểm của nó đó là ứng dụng này không hỗ trợ tiếng Việt cho người dùng. Đó. Thì cách sử dụng như sau. Chúng ta vào trình duyệt và chúng ta nhập trang web sau. Convert PDF to Word.net. Enter. Ví dụ mình có cái file 10 câu nói bất hủ của Bill Gates. Ví dụ file này là đang là file PDF ha. Này file PDF thì chúng ta không thể chỉnh sửa được. Thì đây là trang chủ của PDF to Word ha. Thì chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta chọn vào True File. Sau đó chúng ta chọn vào File PDF. Sau đó Open. Tiếp theo là chúng ta chọn định dạng cho file Doc hoặc Docx và sau đó chúng ta sẽ tải về. Đó, thì như vậy quá trình tải về đã hoàn tất. Thì đây là thành một cái file Word rồi này. Chúng ta có thể chỉnh sửa thêm bớt chữ. Đấy. Và công cụ số 2 đó là công cụ Small PDF. Thì Small PDF cho phép bạn chuyển đổi qua lại giữa các file PDF và rất nhiều các định dạng khác nhau. Và bạn cũng có thể thực hiện nối hoặc chia nhỏ các file PDF đồng thời có hỗ trợ tiếng Việt nên rất dễ sử dụng. Tuy nhiên một nhược điểm là để sử dụng được miễn phí kích thước tệp của bạn phải nhỏ hơn 15 MB. Đó. Thì cách sử dụng như sau. Chúng ta nhập trang web smallpdf.com. Sau đó enter. Thì đây là trang chủ của smallpdf. Thì hiện tại nó đang hiển thị tiếng Anh và chúng ta có thể là mở sang tiếng Việt. Đây, chúng ta kéo xuống dưới cùng và chúng ta chọn vào đây. Và chúng ta chọn tiếng Việt. Đấy. Thì sau đó chúng ta sẽ chọn file. Chọn các tệp. Sau đó mình chọn cái file cần chuyển. Open. Và chờ một lúc nó sẽ tải lên. Đấy. Sau đó chúng ta nhấp vào cái này này, chuyển đổi sang văn bản có thể chọn được và sau đó chúng ta tiếp tục. Đấy, như vậy nó mặc định nó ra file docx và chúng ta có thể vào đây để chúng ta download về hoặc là vào đây chúng ta vào chúng ta download về. Đó. Ví dụ mình đặt file này là file 2 đi. Đó, thì đây cũng là một file Word ha. Chúng ta có thể chỉnh sửa được. Đấy. Và công cụ số 3 đó là công cụ PDF 2 Doc. Đó. Thì đây là một công cụ khá là đa năng. Bạn có thể chuyển đổi file PDF sang nhiều định dạng file khác như Doc, Docx, rồi Text, vân vân. Và bạn cũng có thể chọn nhiều tệp một lần để tải lên và tối đa là 20 tệp. Đồng thời có hỗ trợ tiếng Việt nên rất dễ sử dụng đối với người dùng. Cách sử dụng như sau. Thì chúng ta sẽ vào pdf2doc.com ha, pdf2doc.com. Sau đó chúng ta enter. Rồi. Thì đây là trang chủ của nó này. Hiện tại đang là tiếng Anh, chúng ta có thể chọn sang tiếng Việt. Đó. Rồi sau đó chúng ta tải lên, tải tệp lên này.
Rồi chúng ta chọn file PDF này, open này. Đấy. Và chúng ta sẽ tải xuống. Đó. Bây giờ đây là 3 đây. Thì đây cũng là file Word luôn ha. Chúng ta có thể xóa được. Đó. Và cách số 4 đó là PDF Candy. Thì cũng tương tự như những ứng dụng chuyển đổi trực tuyến khác thì Candy hỗ trợ người dùng có thể chuyển đổi nhanh chóng các tệp tin PDF sang Word. Bên cạnh đó, PDF Candy còn cho phép bạn thực hiện một số thao tác với file PDF như nối rồi chia nhỏ, nén rồi đặt bảo mật hoặc mở khóa file, vân vân. Thì cách sử dụng nó cũng rất đơn giản. Thì chúng ta sẽ vào PDF. Chúng ta sẽ vào PDF Candy ha. pdfcandy.com, sau đó enter. Rồi chúng ta sẽ add file này. Rồi chúng ta chọn file PDF cần chuyển đổi. Open. Đó. Sau đó chúng ta chọn cái format. TuDoc hoặc TuDocX. TuDoc đây. Sau đó chúng ta chờ. Chờ nó chuyển đổi. Đấy, như vậy là để chuyển đổi xong và chúng ta có thể download file về. Đấy. Như đây là 4. Đây cũng là file Word ha. Đó, mà chúng ta cũng có thể chỉnh sửa. Rồi. Và một công cụ cuối cùng mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là iLove PDF. Thì đối với iLove PDF thì thiết kế giao diện khá là đơn giản và dễ sử dụng. Ngoài việc chuyển đổi PDF thì iLove PDF còn kết hợp nhiều tính năng khác tạo nên sự đa dạng và đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho người dùng. iLove PDF nó còn kết hợp rất là nhiều tính năng khác nhau. Thì lát nữa chúng ta vào trang web chúng ta sẽ thấy. Thì đó cũng là lý do mà mình nói cái công cụ này là một công cụ được cho là xịn sò nhất. Thì cách sử dụng như sau. Chúng ta sẽ vào trình duyệt và chúng ta nhập ilovepdf.com. Sau đó chúng ta enter ha. Đấy. Thì nó có rất là nhiều. Rất là nhiều cách chuyển đổi, rất là nhiều cách chỉnh sửa khác nhau. Thì trong khuôn khổ bài hôm nay mình sẽ giới thiệu đó là PDF to Word, tức là mình chuyển đổi từ file PDF sang file Word. Nhập vào. Sau đó chúng ta sẽ chọn PDF file. Sau đó chúng ta chọn file PDF cần chuyển đổi. Sau đó open. Đấy. Sau đó chúng ta nhấp vào Convert to Word. Chúng ta chờ chút xíu. Đó, thì như vậy là đã xong. Và chúng ta có thể download file Word về. Đấy, rồi là mình để 5 đi. Thì cái này cũng là Word luôn ha. Chúng ta có thể chỉnh sửa, chúng ta có thể xóa bớt, có thể là thêm chữ. Đó. Rất là xịn sò. Và đó là mình đã giới thiệu cho các bạn 5 cách để chúng ta chuyển đổi từ file PDF sang file Word một cách rất là xịn sò đúng không ạ? Và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều video mới từ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye.